Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khuyên Flower, cuộc sống là đam mê. Đã lâu rồi Khuyên không có video mới lên kênh YouTube của mình. Thì thực ra là cũng bận là một phần, với cả cũng lười là một phần đấy mọi người ạ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách cắm hoa Tết mới nhất cho năm 2024 tới. Thì ở đây thì mình đã cắm một bình hoa lan màu xanh cúm rồi. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cách cắm cái bình hoa cũng lam cành giống như này, nhưng ở đây thì mình sử dụng đấy là hoa màu cam như này nhá. Những cái màu này thì nó rất là mới. Bình thường thì mình cũng ít khi sử dụng những màu này, nhưng những màu này thì là màu rất là mới. Nó rất là đẹp và sang, nhìn nó đẹp lắm mọi người ạ. Đây này. Đó. Cái lan này là lan bằng cao su nhá. Hàng này là hàng cao cấp, là hàng chín bông. Thân nó là thân đốm như này. Nó có hàng khác thân nó xanh ấy thì nó sẽ rẻ tiền hơn, còn cái hàng này là hàng đẹp hơn. Nó là hàng chín bông nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, chín bông như này. Thì bây giờ thì mình cắm. Cái cách cắm này thì cũng là cách cắm đơn giản thôi. Mình nghĩ là mọi người ai cũng có thể là cắm, tự cắm được ở nhà ấy. Nếu mà mọi người muốn tự trang trí ngôi nhà của mình trong cái mùa Tết 2024 này thì mọi người có thể là tự mua hoa về, tự mua bình về và chúng ta tự mày mò để cắm. Thì nó sẽ là một cái thú vui tao nhã để cho những người mà thích trang trí nhà cửa. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu cắm nhá. Mình sử dụng là lam cành hoa lan này này. Và có sử dụng lá lan này, lá lan của lá lan hồ điệp nhá, cũng là lan lá đẹp nhá, lá lan cao su. Và có sử dụng thêm một chút phụ kiện điểm ở bên dưới chân như này. Đó, có cành dương sỉ và cành hoa đá như này. Ở đây thì cái bình này thì mình sử dụng làm một cái bình cao khác. Có nghĩa là mình muốn chia sẻ cho mọi người ở đây là cắm dáng bình như thế nào cũng được nhá. Tại vì là những cái bình nó thấp chậu như này thì đều có thể cắm được thành cái bình hoa. Không nhất thiết là mọi người cứ phải tìm hoa giống như thế này và tìm bình giống như thế này nhá. Tại vì là ở đây thì mình chia sẻ một cái bình dáng đĩa như này, rất là đơn giản thôi mà cắm lên cũng rất là xinh nhá. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắm nhá. Cái này thì hơi quay như này để cho mọi người nhìn cho nó dễ này. Thực ra thì mọi người cứ nói là mình sao không ngồi, cho chị cái kéo xuống, không ngồi bàn rồi ngồi cắm, nhưng mà mình cứ thấy cách cắm như nào thoải mái tự nhiên là được mọi người ạ. Chứ không nhất thiết là phải cắm ở đâu đâu, mình hay ngồi dưới đất để cắm hoa. Trước tiên thì mình sẽ cắm một cành trên đỉnh trước nhá. Cái này thì các bạn cắm ấy thì lên quay về mặt mình. Hiện tại thì các bạn nhìn theo chiều ngang nó sẽ hơi khó, nhưng mà mình quay về mặt mình thì để mình chỉnh nó sẽ dễ hơn nhá. Khi các bạn cắm hoa thì các bạn cũng lên quay về mặt mình. Thì thực ra là hoa lụa thì cũng đang là thị hiếu rất là nhiều đối với lại thị trường bây giờ ấy. Ngoài trang trí nhà cửa ra thì vẫn có hoa tặng này, hoa tặng nhà mới này, rồi hoa đi khai trương này, rồi tặng sinh nhật, rồi tặng, nói chung là nhiều lắm. Tặng nhà mới khai trương, thế là hoa lụa vẫn được sử dụng rất là nhiều. Và những cái hàng cao cấp như thế này ấy, thì sẽ không bao giờ lẫn mốt đâu mọi người ạ. Tại vì là nó rất là đẹp, với cả nó giống thật ấy. Mình nghĩ là một nhà, mỗi nhà lên có 1-2 bình hoa lụa ấy. Nói chung là cũng có người thì sẽ thích hoa lan, có người thì thích hoa hồng. Từ từ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Cắm cành tiếp theo thì thứ hai thì các bạn sẽ cắm thấp hơn một chút. Mình đang muốn để 3 cành bên trên và 2 cành bên dưới. Đây. Đấy. Và mình sẽ cắm thấp hơn một chút nhé. Các bạn nhớ là khi cắm là chúng ta sẽ phải cắm keo sữa nhé. Mình nên uốn trước khi cắm thì khi mình cắm vào cái xốp này nó sẽ không bị lỏng xốp nhá. Mình uốn trước khi cắm như thế này, mình uốn cái dáng, ví dụ như là mình thích nó dáng nó vừa phải thì mình sẽ uốn vừa phải, còn thích nó dáng uốn nhiều như này thì mình sẽ uốn nhiều nhá, để mình cắm trước khi lên bình ấy, thì nó sẽ khi mà mình lên đây mà mình mới uốn ấy. Mình lên đây mình mới uốn ấy thì nó sẽ bị rỗng cái chân xốp này và nó sẽ không được chắc cái cành hoa nữa nhé. Sau đấy thì mình đã cắm được 3 cành như này. Đây là 3 cành mình để phía trên nhá. Thì thực ra là cái này hơi nghiêng nghiêng. Mọi người quay vào trong video nhìn cứ nghiêng nghiêng phải không? Đây. Sau đấy thì mình sẽ cắm được 3 cành như này rồi nhá. Sau đấy thì mình sẽ cắm 2 cành tiếp theo.
video nó lại cứ nghiêng nghiêng nhỉ? Hay là cái điện thoại mình để nó đang bị nghiêng? Nó phải thẳng lên như này một chút đúng không? Sau đấy thì mình sẽ cắm tiếp hai cành tiếp theo như này nhé. Hai cành tiếp theo này. Thì hai cành này thì nó sẽ có ở giữa của ba cái bông này, nó sẽ có cái khe, hai cái khe hai bên này thì mình sẽ cắm chen vào giữa hai cái khe này nhá. Như vậy là đã được rồi. Thì thực ra là những cái cách cắm này là cách cắm đơn giản nhất ấy. Mình nghĩ là mọi người có thể là không cần xem video của mình thì mọi người cũng cắm được. Ở đây thì mình chỉ chia sẻ những cái bình hoa video đơn giản thôi, dễ thôi. Mình không muốn chia sẻ những cái cầu kỳ ấy, mọi người sẽ tự nhiên sẽ khó làm ấy, nên là mình đã chia sẻ những cái video này dễ để cho mọi người tự làm nhé. Cái lan ấy thì thường là sẽ đổ về đằng trước nhá. Mọi người khi cắm ấy đừng cắm thẳng đứng lên như này, nó không có điểm tự nhiên đâu. Mình nên uốn về phía đằng trước mặt như thế này. Và đây là sau khi mà mình đã cắm hoa xong nè. Đó, nó rất là xinh như này, nhìn rất là đẹp luôn này. Đó. Sau đấy thì mình bắt đầu điểm lá nhá. Ở đây thì mình sử dụng 3 cụm lá hoặc là đến 4 cụm nhá. Mọi người có thể là 5 cụm cũng được, bởi vì 5 cành hoa thì điểm 5 cụm, nhưng nếu mà mình tiết kiệm được thì mình chỉ cần điểm 4 cụm thôi thì nó sẽ đỡ tốn tiền hơn. Tại vì mình bán ở quê nên là mình cũng sẽ tính toán giá thành hợp lý thôi để cho mọi người có thể là mua về trưng bày được. Còn nếu mà như các thành phố lớn thì đương nhiên người ta có thể là cắm cái bình hoa to vài triệu đến vài chục triệu, cũng là hoa lụa như này, vài triệu đến vài chục triệu. Đối với cành lan thì cũng sẽ có vài chục cành lan, nhưng mà những cái phụ kiện đi theo rồi những cái bình đi theo ấy, giá thành nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Những cái phụ kiện ấy có khi còn đắt hơn cả những cành hoa lan ấy mọi người ạ. Nên là khi mà mọi người nhìn ý, thì những cái bình hoa ấy nó sẽ đi theo cả phụ kiện nữa, không phải là cứ bằng đấy cành lan mà là giá bằng đấy đâu, mà hoặc là cứ phụ kiện như thế thì nó giá sẽ khác nhau nhá. Ở đây thì những cái bình hoa lan như này thì mình đang bán ra là khoảng gần 600 nghìn thôi. Thế còn mọi người có thể là cần mua thì có thể là đến gần chỗ mọi người mua. Còn nếu không thì ai mà thích những cái kiểu cắm hoa của mình hoặc là thích màu hoa này của mình thì mọi người có thể là ebook cho mình để mình chia sẻ cho các bạn, hoặc là mình bán hàng cho các bạn nhé. Mình có để số điện thoại ở dưới, số điện thoại đấy có Zalo luôn nhé. Nếu mà bạn nào có nhu cầu thì có nhu cầu tư vấn hoặc là thiết kế trang trí nhà cửa thì mọi người có thể là kết bạn với mình và để mình tư vấn nhé. Những cái bình hoa như này thì nó rất là dễ, đẹp và trang trí cực xinh luôn đấy. Cái lá thì các bạn chỉ cần cắm vào và để ra như này thôi. Sau đấy thì mình sẽ điểm một cành hoa, cành lá dương xỉ này vào giữa này. Đấy, khi mà cho lá vào rồi thì tự nhiên cái chân bình ấy nó sẽ không bị rộng nữa, thì tự nhiên nhìn nó sẽ xinh luôn hơn bao nhiêu đi. Nhưng mà một điều mà các bạn nhớ là khi mà cắm hoa lụa ấy thì lên cho cái mặt xốp thật là chắc nhá, cho chắc cả bên trong, cả bên dưới và bên trên thì mình có thể khi mà cắm ấy nó mới chắc được. Đấy, một cái bình hoa lan như này nhìn rất là xinh rồi, nếu mà để trang trí nhà thì nó cũng rất là đẹp. Thực ra thì hoa lan chúng ta lên cắm từ 5 cành trở lên thì sẽ đẹp hơn, cắm 1-2 cành cũng được, nhưng mà 1-2 cành thì nó không toát được cái vẻ đẹp của nó ấy. Mọi người thích cắm những cái bình to cũng có nhá. Ở đây thì mình đang chia sẻ cách cắm đơn giản nhất thôi. Sau đấy thì mình sẽ điểm một chút lá vào đây. Quay mặt sang đây cho nó dễ nhìn nhá. Điểm một chút cái sen đá vào đây. Vậy là chỉ sau mấy phút thôi thì mình đã cắm được một cái bình hoa xinh xinh rồi. Nếu mà bạn nào thích cái bình hoa giống như này thì các bạn có thể ebook cho mình nhá. Còn nếu mà ví dụ thích mẫu khác thì cũng vẫn liên hệ với mình nhá. Mình vẫn luôn chào các bạn. Có gì góp ý thì các bạn cứ góp ý với mình nhá. Tại vì là thực ra thì mình cũng
làm ở nông thôn ấy, nó nhiều cách nó chưa được đẹp như là các bạn ở thành phố ấy, nên là mình vẫn mong được sự đóng góp ý kiến từ các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi video của mình, cảm ơn các bạn đã yêu quý mình nhé. Và sẽ thời gian tới là mình sẽ chịu khó ra video nhiều hơn để chia sẻ các cách cánh, cách cắm hoa nhiều hơn. Nếu mà mọi người có thể thích thì có thể cho một cái lơ xinh xinh ở chỗ này nhé. Vậy là cái bình hoa của mình đã xong rồi đây, nó rất là to luôn này, nó rất là to và rất là xinh luôn, màu cam rất là rực rỡ. Nếu mà ai thích một cái vẻ khác biệt thì có thể là màu xanh, hoặc là do không gian của mình, nếu mà không thì hợp phong thủy chẳng hạn, đấy là tùy nhá. Ngoài ra thì có màu tím này, màu vàng này, màu trắng, ba cái màu đấy thì mình hay sử dụng nhất, còn những màu lạ lạ này thì thỉnh thoảng mới sử dụng thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn có một ngày thật vui, thật đặc biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.